Chào tất cả anh em. Hôm nay mình có soạn được một bộ combo gồm 15 cái muỗi bắn ốc đến từ Nhật. Đây là những cái bộ muỗi bắn ốc đã qua sử dụng nhưng tình trạng còn rất là tốt. Nó gồm nhiều hãng khác nhau. Trong này có hãng của Sonic nè. Hãng của Sonic thì nó có thông số gồm 7, 8, 9.6, 10, 11, 14. Còn một bộ tổng hợp ở dưới nó gồm hãng quẹt Seo hay Tajima của Top. Nói chung là mấy cái hãng này hãng xịn nội địa của Nhật, hãng nổi tiếng mà, quẹt Seo đồ Tajima anh em nghe qua là đã biết nó là cái thương hiệu lớn rồi. Nó gồm có những số như là 8, 9.6, 10, 12, 13, 2 mũi 17 và 1 mũi 19. Thì một cái bộ này nói chung nó cũng đầy đủ các số của để anh em bắn mở ốc thông dụng để làm nghề rồi. Thì mình bán một bộ combo như thế này với giá chỉ có 300 ngàn chưa phí vận chuyển là anh em đã sở hữu một bộ combo gồm 15 cái mũi bắn ốc đến từ nội địa của Nhật này. Hàng của Nhật nó làm thì bao anh em sử dụng rồi. Mấy cái mũi bắn ốc của thằng Vexcel hay của thằng Tajima rồi đây là bao anh em bắn 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 phá thoải mái luôn, không lo cái chuyện mà tét mũi ốc hoặc là như thế nào. Rất là khó. Rồi, anh em nào quan tâm cái bộ combo 15 mũi bắn ốc đến từ nội địa Nhật này thì liên hệ mình. Đủ thông số từ 8 tới 19. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.